Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop Sucker đến từ dự án Balilon Protocol nè bạn. Để sau này các bạn có thể claim được con tóc cằn Mine hoặc là một NFT card nha các bạn. Thì con này được xây dựng trên nền tảng của Terra nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần có một cái địa chỉ dưới của đó là Terra Xanh nha các bạn. Và các bạn trên dưới Terra Xanh bạn phải có con UST để tham gia giá này nha các bạn. Thì con UST này mạng Terra thì các bạn nào mà chưa biết về mạng Terra thì xem lại một cái video mình hướng dẫn các bạn chuyển mạng UST từ mạng BNC Smart Chain sang mạng Terra nè bạn. Hoặc là các bạn có thể mua con Luna này trên sàn BNC hay là Huobi hay là sàn OKX nha bạn. Các bạn có thể mua con Luna này rồi các bạn swap qua con UST nha các bạn. Thì các bạn vào swap nè. Các bạn chọn Luna nè, con UST nè các bạn. Thì các bạn cứ swap nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn có con UST trên ví Terra của tất cả các bạn xong thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình để tham gia gián nha các bạn. Thì khi vào thì tự động nó connect nha các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn farm bull này nọ để mình đi bull để tạo thành khoản để sau này claim airdrop các bạn. Thì khi vào đây thì các bạn chưa có con tóc cằn Mine thì các bạn cần phải đi mua con tóc cằn Mine nha các bạn. Thì các bạn bấm vào mục chay nè các bạn. Rồi, ở đây buy sell thì bạn chọn mục buy. Ví dụ như bạn muốn mua bao nhiêu con Mine thì bạn mua con Mine này giá 0.2 nha, khá là khẻ luôn bạn. Mình mua một UST đi các bạn. Thì có khoảng 4.6 con Mine nè các bạn. Rồi các bạn bấm buy nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn một chút phí giữ ta 0.4 UST với ta. Rồi các bạn bấm vào xin luôn các bạn. Rồi nhập password mình vào. Rồi sau đó các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận giao dịch chút xíu các bạn. Chào này thì các bạn bỏ khoảng 5-6 đô về các bạn để sau này mình có cơ hội claim airdrop nha bạn. Rồi bấm subscribe, bấm continue nha bạn. Sau đó thì các bạn quay lại cái link ấy nè. Rồi mình đã mua xong được. Các bạn qua kiểm tra thì bạn bấm sell nè các bạn. Thì mình đã mua được 4.6 con tóc cằn Mine nè. Sau khi các bạn có con Mine xong thì để mình chuyển qua trong web cho mấy. Rồi có Mine rồi các bạn bấm vào một Balilon Protocol luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào start or start nè để mình tạo thành khoản nha các bạn. Cái này ALB của nó là có 6.29% hàng năm mà các bạn. Rồi các bạn muốn start bao nhiêu thì các bạn start nha các bạn. Mình đây thì start 4.6 luôn nè các bạn. Mắc là 1 đô mấy. Không biết bao nhiêu nữa đem suy nghĩ các bạn. Mình start 4 thôi các bạn. Rồi bạn bấm vào start nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào xin cái nữa nè, nhập password mình vào. Rồi. Quan confirm nha các bạn. Cái này như là mình đi tạo thành khoản vậy đó các bạn. Mình sẽ tách để mình nhận lãi hàng ngày nha các bạn. Cái này nó không có ép buộc mình tạo thành khoản chỉ giá bao nhiêu các bạn. Thì các bạn có tạo thành khoản, bạn nào không có ít thì các bạn sẽ tách cứ khoảng 1-2 đồng vậy đó các bạn. Để sau này mình nhận airdrop thôi nha các bạn. Rồi sau khi các bạn sẽ tách xong thì các bạn bấm vào một start nữa các bạn. ABL video. Rồi như vậy mình đã start các bạn. Thì mình sẽ nhận lãi ha, con Mine hàng ngày hàng năm nha các bạn. Còn một lớp start này thì cái một ngày mình rút ra hết các bạn. Withdraw nè. Các bạn nào muốn sau này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nha các bạn. Các bạn nào muốn withdraw thì nhập số lượng bấm withdraw ra nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một Balilon Protocol lại nè các bạn. Sau đó mình đi này ARB withdraw bull. Rồi sau đó các bạn bấm vào một LB nè các bạn để mình đi tạo thành khoản nha các bạn. Mình đi ghép cặp. Rồi ở đây thì mình cần phải có con Mine và con UST 50-50 nha các bạn. Để mình đi bull staking. Hiện tại con Mine mình còn ít quá nên mình vào mình swap lại các bạn. Mình vào chay nè. Mình sẽ mua thêm 1 đô nữa nè các bạn. Như vậy là 2 đô rồi, mất 2 đô rồi. Bấm xin rồ nè. Để mật khẩu vào. Rồi bạn bấm confirm nha các bạn. Mình vừa làm mình vừa hướng dẫn các bạn luôn nên continue. Mắc 3 đô rồi đó. Cái gà này nó đã mắc 3 đô rồi đó các bạn. Không biết ăn được không nữa mà mắc 3 đô rồi đó. Rồi khi các bạn bay xong thì các bạn sẽ có được con Mine tiếp tục nha các bạn. Rồi mình sẽ nhấp vào Balilon Protocol lại nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một
một ngày nha bạn. Rồi sau đó thì các bạn đi buôn. Buôn này thì các bạn trộm 50-50 nha các bạn. Ví dụ mình có 5 mina thì mình sẽ tốn thêm 5 USDT nữa nên mình chọn. À 5 mina mình sẽ tốn 1 USDT cho các bạn. Mình sẽ chọn 5 luôn. 1.6. Rồi các bạn bấm vào Add Liquidity nha các bạn. Cái này là mình tạo thành khoản nè. Một ngày là ăn tiền nha các bạn. Rồi bạn bấm vào xin cái nữa nè. Rồi nhập password vào. Rồi bấm Confirm nha các bạn. Chín mười. Rồi ok, bấm vào continue nha các bạn. Sau đó các bạn trở về trong web này nè. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục Staking nha các bạn. Rồi dưới đây mình sẽ được 0.01 LB, nghĩa là cái LB này là cái tốc độ đào của mình nha các bạn, để đào có tốc cần mini nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào đây mắt nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Start Mine và UST để mình tạo ghép hai cặp đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào Start Mine nè. Rồi các bạn sẽ bấm vào Sign và mật khẩu của nữa nè. Mật khẩu bấm vào Confirm cái nữa nè để cho nó xác nhận thành khoản nha các bạn. Để cho nó xác nhận blockchain chút xíu. Nãy giờ tốn đô hơn. Start thì không có tốn bao nhiêu nhưng mà cái phí ga nó nặng quá các bạn ơi. Nãy giờ hết 5 đô rồi đó. 4 đô mấy à. Rồi để chờ xác nhận chút xíu nha các bạn. Rồi lãi suất của cái stat này là 93.63% APR hàng năm nha các bạn. Thì các bạn nào muốn withdraw thì các bạn bấm vào một withdraw nè các bạn. Thì staking đâu. Bấm vào một staking, em đặt staking. Rồi các bạn nhấp vào một 0.01 LB của mình nè các bạn. Thì các bạn bấm vào stat. Combine là UDT thì bạn bấm rút ra nha các bạn. Thì như vậy là đủ điều kiện của nhận airdrop các bạn. Để sau này mình claim airdrop nè. Airdrop Luna Sucker nè các bạn. Rồi tổng cộng tốn hết 5 đô. Rồi vậy video mình đang kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có thể comment dưới. Rồi vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.